Hi everybody, welcome back to my Hardware Gaming channel. Chào bạn đã quay lại kênh Hardware Gaming của mình trong series 8 12 tiếng hôm nay. Và Mr. Mitch sẽ tên đầu tiên mình được lựa chọn cho các bạn khám phá trong đầu nội dung video này nhé. Thực hiện một Keep My Friends và cho cùng bắt đầu ngay nào. Let's go. Cho có 3 đêm để giải cứu cô gái rồi. Mình cũng lâu tót chẳng hạn. Thank you.
are you, little mouse? Thế rồi nó còn chiếc chìa khóa xin bắt đầu kìa. Got you. Chưa chuẩn nên oh my god. Cảnh sát tới rồi gọi. Cảnh sát tới rồi gọi. Con heo nào con. Okay, okay. Hi. Ra cần nhìn thấy bằng chứng của mắt thật con.
Các bạn ơi, cái sát đường ta bắt mít mít để cho thành công vậy nhé. Ok, sau khi được cái sát đấy, chúng ta sẽ bắt mít mít cho bạn. Không có người chuyển qua tình hình tiếp theo nào. Stickman Drive Rack. Mình điểm, cùng mình điểm qua một trong những cách để chúng ta có thể trốn thoát vào nhà một phần. Эй, животное, я тебе покушать принес. Vậy đây là một trong những cách để chúng ta có thể chuyển thoát ở đây các bạn. Cách khác này. This key. Эй, животное, я тебе покушать принес. Смартфон. Выручи меня, братан. Скоро буду. Ready. But to the first day. Mình luôn lấy hết tất cả những món đồ trên đây xuống trước bạn nhé. Chuyên địa bảo tàng mũi tên. Chúng ta cần một mũi tên khác rồi. Thank you.
Окей. Something is inside the melon. I can call the car, that's right. Có chứ, hoàn toàn vẫn safe kia. Chúng ta có thể mở cái cửa gọi nha. Không có tiếp chức búa thế đâu nhỉ. Thank you.
lên trên này không có car battery các bạn. Đây. Mình xuống các bạn, chúng ta vào đây bằng cái cửa chính các bạn nhé. Nên lúc mà ta đang bị bất tỉnh cho tóc ở đây ngay lập tức rồi. Thì mọi người chờ qua tình tiếp theo nữa trong video này nhé. Hot or cloud. New game chapter 2, The Basement. Thì đủ 20 ví tiền cho căn nhà để có thể mở được cánh cửa ngay sau lưng chúng ta này.
вот. Sit and escape here right now. Okay, so what you got to eat it down? When it's up to you. First day.
хуй кое. Yo creo que ya se va a caer. Để chúng ta làm điều đó.
sẵn sàng và tinh thần tôi thắc ở đây nói. Cũng có chuyện có từ tiếp theo nào. Abby năn mây. Let's play. Đã có tóc mà rồi. Mình chọn màu xanh đâu bạn. Hãy tìm một màu hình nào. Ok, và đây là chuyển thoát rồi các bạn nhé. Càng lên được cao hơn, càng cao càng tốt bạn. Bây giờ mình sẽ dành thời gian để tìm tiếp theo trong video này nào. Game part 2. Thank you.
thì đúng là tháng năm sinh rồi. This will always be my favorite show.
ก็จะไปทำอะไรก็ทำก่อนเลยก่อนเดี๋ยวจะจุดคอยตีนที่แถวสัญญาณดูดีนะอาสลัมเดี๋ยวจะได้จะตีใหม่เราจะตีดูตามจะเสร็จไม่ทันแล้วก่อนไม่คิดจะดูที่สัญญาณดูดีก็เดี๋ยวจะท้าเราก่อนทำงานเลยก่อนเนี่ย By this man. Thank you.
Кто-то виноват. Окей, меня самое сейчас кафе, ты бежал моего дня. Там я сейчас тебе гуку, он тебя виноват. Сидан Хэтфилд. The first day. Mỗi ngày thì cho cầm trả lời đúng 3 câu hỏi. Sau mỗi lần trả lời đúng 3 câu hỏi đấy thì cho sẽ được một chiếc chìa khóa các bạn nhé. Ok, câu hỏi nào cho căn nhà này các bạn. Đó. Đây qua chương trình cuối cùng trong video này với các bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo cho kênh của mình nhé. Thank you so much and see you soon. Bye bye.